Xin chào mọi người. Thì tối hôm qua mình đã quay lại cái video hướng dẫn cách mọi người cài đặt React Native, và sau đó là mình test trên cái điện thoại di động của mình đó, bằng iPhone hoặc là các điện thoại Android. Thì như đã hứa trong video đó, thì hôm nay á, sáng nay á, khi mình ngủ dậy là tiếp tục quay một video nữa, là mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cái simulator để mà mình test ngay trên cái máy tính của mình ha. Thì bạn nào không có điều kiện mua cùng lúc có nhiều điện thoại, một cái Android, cái iPhone này nọ, thì mình cứ test trên máy ảo thôi cho nó tiết kiệm ha. Và nó sẽ giúp các bạn là đỡ phải mở cái máy điện thoại suốt, phải không, đỡ bị chai pin á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Chưa, bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng Google Chrome, gõ tìm Expo Simulator Solution gì đó. Rồi, ok, nhìn có gì đó xài ha. React Native, mình vô thẳng trang của Expo đi, và mình tìm document của đó. Xin lỗi, read document. Sạch nha các bạn. Đây. Đây, nó có là iOS Simulator này ha. Mình sợ phải có Android không? Mình cài trên Android đi. Android Studio này đó. Mình làm trên Android trước, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục qua iOS ha. Đây các bước nè. Đầu tiên hết là bị install là Android Studio từ bản 3.0 cộng trở lên ha. Ok. Mình cũng sẽ Google thôi. Android Studio. Intones Android Studio ở đây luôn nè, có luôn nè. Đây, nó nặng là nay phiên bản là 3.5.1 hả, hồi nãy yêu cầu mình là 3.0 đúng không các bạn? Đây là hơn rồi, thì mình cứ đăng cái bản mới nhất về thôi. 700 mấy mê nó hơi nặng nha, cứ chờ đào thôi. Các bạn chờ khoảng 1 phút. Cái này nhanh hay chậm là do mạng internet của các bạn thôi ha. Ở đây ở nhà mình thì mình đang xài cái gói doanh nghiệp á, cái gói dành cho doanh nghiệp, cho nên là nó tốc độ tương đối ổn định. Tại mình ở nhà suốt à, mình làm việc suốt ngày nên cần cái mạng nó phải nhanh, cho nên là sẵn sàng chi tiền cho cái gói to nhất có thể. Mình cũng có liên hệ bên FPT, họ đang có gói là gói tốc độ cao sốc gì đó, cái gói mà 1 GB gì đó, tốc độ 1T gì đó, nói chung rất là nhanh, nghe đồn quảng cáo ghê lắm. Nhưng mà mình liên hệ mình hỏi á, thì họ không có chịu kéo cho mình ở khu vực này, chắc là chỉ triển khai ở một số nơi thôi. Mà sau đó mình tìm hiểu thì mình thấy gói đó là gói có vẻ như họ chỉ làm quảng cáo thôi. Gói net đó là như phí nó là khoảng chừng 2 triệu một tháng á, nhưng mà tốc độ cực kỳ cao. Nhưng mà mình muốn đăng ký mà không được thì thôi, mình cứ xài gói doanh nghiệp bình thường ha. Rồi ok, tải xong. Tải xong thì mình mở lên. Mình đang quay clip nhưng mà không biết có ồn hay không nữa, tại vì mình mới vào phòng, mới mới chui phòng đặc biệt mà máy lạnh lên đó, thì nó mới chạy cho nó hơi ồn. Rồi, nhìn cũng chơi copy vào thôi. Rồi, vậy là đã cài xong Android Studio rồi ha. Tiếp tục mình sẽ coi bước tiếp theo là gì. À, là mình phải chạy Android Studio lên ha, và làm theo cái bước này đây nè. Rồi, mình chạy lên Android Studio mới vừa cài. Đây, mình mở lên nha. Open. Gì đây? À, import hả? Không import gì cả. Ok, nó chạy xong nó ẩn ở dưới, mình không hay luôn. Google xin phép là chia sẻ những thông tin gì đó khi mà có lỗi á, thì mình từ máy mình sẽ gửi một cái thông báo lỗi, những cái error log gì đó gửi lên cho Google, mà Google sửa lỗi đó, hỗ trợ Google đi ha. Mình xem. Rồi, welcome setup visa. Nét coi có gì không?
reference. Mình không biết cái bước này hay mình cancel được không ta? Do not run set visa, tắt luôn đi. Rồi, vô thẳng đây luôn đi ha. Rồi làm hướng dẫn ở đây nè. Là mình vào reference rồi ở đây, ok, reference. Reference. Tiếp tục mình vào gì nữa ta? Mở cái này ra cho nó dễ nhìn. Thu nhỏ lại. Thu nhỏ không thấy được. À, cứ coi đi nha. Vào Android SDK Tool. Sao tập tin nữa hả? Đây, Android SDK Tool đây. Ở đây. Rồi. Android SDK. Ở đây nó không có Manage for Android SDK and install tool by please special Android SDK location. Chưa cài đặt location không cho ha. Thì mình sẽ cài đặt location. Nó đang cài đặt là vào trong thư viện này library Android SDK. Ok, cứ để đó thôi. Next. Next luôn. Và làm nó bắt mình phải cài đặt một phiên bản đầu tiên á, hồi nãy có bước setup visa mình bỏ qua đó. Thì bây giờ mình vẫn phải thực hiện cái việc này. À, đang còn downloading nữa các bạn. Downloading nữa, hồi nãy mình nhìn thấy là 600 mấy mê đó, nên là bây giờ mình phải tiếp tục chờ đợi nữa. Chờ xong rồi, sau khi cài xong phần đó rồi mình sẽ tiếp tục làm theo hướng dẫn ở đây. Này, nó còn downloading này nè. Ừ, nó cũng chuẩn bị cài đặt luôn cả cái Android emulator này có luôn rồi nè. Nhưng mình chưa có chọn phiên bản gì hết á, mình chưa có chọn phiên bản gì hết á. Một tí mình kiểm tra lại coi nó đúng với phiên bản ở đây không, một số yêu cầu ở đây nè. À. Nhanh lên, nhanh lên, chờ đợi là hạnh phúc. Quá. Okay. Rồi ở đây nó đây thân mình là phiên bản Android 10. Để coi yêu cầu đây sao nha. Đầu tiên hết là qua cái tab là Android SDK. Android SDK đâu? À, là cái này chứ hả? Rồi vô SDK tool nữa nè. Rồi tiếp tục. Sau đó vào gì nữa? Android SDK build tools. Phải check vô đó. À có rồi, select có rồi. Tiếp tục xuống dưới nữa. Copy remember cái bát này, ừ, copy nó rồi à, để cho ăn á, mình lưu lại một cái file note đi ha, cho nó cho ăn. Đây là bài hôm qua ha, mình sẽ xóa bỏ. Tiếp tục mình sẽ ghi là cài đặt máy ảo, điện thoại ảo đi, điện thoại Android ảo để test app. Rồi bây giờ mình sẽ lưu lại cái này. Nếu sử dụng Mac với Linux nè ha, thì mình sẽ cần phải là add Android SDK nè, tôi bắt nè, using cái này nè, bắt này hoặc bắt này, một trong hai. You can do this by adding Live Xbox nè, dùng cái lệnh này. À vậy bây giờ mình chạy lên này ha. You can do this by adding a like, phải add cái like này vô. Vô cái file này, bây giờ mình phải tìm cái file này cái đã ha. macOS. Nè, nó chỉ mình cách tạo ra file này sao nè, ha. Đó. Đầu tiên mở terminal lên. Rồi. CD vào một góc nè, CD sạc nè, đó, vào một góc. Đó, ra góc. Sau đó là go to your home folder, rồi thay thoát lệnh tạo ra cái file này. Cái tạo file. Đó, tạo file.
tạo file rồi, xong rồi để mở cái file đó thì mình dùng cái lệnh open này để mở ra. Dư cái dấu nháy. Mở chưa mày? À xin lỗi, hồi nãy mình gõ CD mình bao vô cái dấu nháy đây, hiện hiện này sai rồi. Quay tới sai rồi. Tắt nó lại. Gõ đi các bạn, CD sạc. Nó vẫn ra được một góc thôi mà. Rồi. À thoát chấm mà copy này gọi sai mất công. Hồi nháy mình gõ dư dấu dấu nháy kép á các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ open nó ra để bắt đầu chỉnh sửa. Đó, ra, mình sẽ nó ta. À tôi lost buffer em update function US. Rồi, thì mình đang đã dành trong file này mình có chỉnh sửa gì đó, mình chỉnh sửa thì mình quay lại đây. Mình cần phải add cái này vô. Nó ghi là like nha các bạn, like là tương tự á, nè, like là tương tự nè. Cái đường dẫn này không giống như đường dẫn của mình đâu, tức là hồi nãy mình nó kêu mình lưu đường dẫn lại mà nhớ không? Thì mình phải thế đường dẫn mình vô. Đó, đường của mình đây. Vô SDK thì mình thế vô đường dẫn đây. Của mình đây. Đang là edit nè, mình save lại. Rồi lưu lại xong, đúng không? Tắt đi. Tắt đi. Rồi. Ở trong Mac á, sao nó giờ cũng nói tới đây nó mới nói nữa nè. Ở trong Mac thì bạn cần phải là add các phantom nè, bind line spot vô đây nữa hả? Vậy sao nó giờ cũng nói là mình bây giờ mình mới mà lại file nãy nữa, terminal lại rồi, add thêm dòng vô nữa hả? Bằng cũng phút này nè, đoạn này là của mình nè, từ user nè, library android sdk, rồi lấy cái này thế vô đây thôi, chỉ biết là chữ này nè, đó đó giống đó, user Dustin Shop library android sdk, còn sao ok lưu lại. Rồi tiếp tục setup virtual device, mình mở ra, mở cái android nãy ra, android studio anh ok ha, apply cái đó ha. Ok rồi, không biết là mình đặt ra ok nó có ảnh hưởng gì không, nó có tạo ra cái file gì đặc biệt cái này không, không nó vẫn vậy thôi. Rồi vào config adv, mở file này ra, config nè, adv bên đây nè, đó tạo một cái virtual device cộng lên rồi. À nó khi mình chọn cái gì đó ha, thì nên chọn là pixel gì nè, hay good choice nè, đó ha. Rồi pixel, pixel mới nhất, pixel mấy, pixel 3 hả? Ở đây nè, lúc mà test app á, thì thông thường mình sẽ không có chọn những điện thoại mà màn hình nó quá to các bạn. Mình nên chọn cái màn hình nó hơi chuẩn chuẩn thôi, tầm là 5 chấm được rồi nè, màn hình 5 chấm nè. Ha. Nhưng có màn hình nhỏ hơn nữa, 3.2 gì đó, nhưng mà thông thường bây giờ người ta xài màn hình càng lớn á các bạn. Nhưng mà mình vẫn lấy cái mức là 5 chấm là mức mà nhiều người xài nhất rồi. Hiện tại tức là mình cái app mình khi làm mình phải cố gắng làm sao cho nó nằm trong cái màn hình nhỏ nhìn được. Nhỏ mà nhìn ok rồi thì lớn sẽ nhìn ok. Nếu bạn chỉ test trên màn 6 chấm nhìn thấy đẹp quá, nhiều khi thu lại cái chữ đó nó bị không đủ chọn các bạn, nó lòi ra là vô nó xấu. Nên tốt nhất là mình sẽ chọn pixel 2, pixel 2 ha. À, mình sẽ net tới hả? Ok, net tới. À, chọn phiên bản Android. Nó ở đâu bao nhiêu không? Không có nói. À, không nói. Ở đây mình sẽ làm trên Android 9 đi các bạn. 9 đi. 10 nó mới ra, bây giờ rất là nhiều máy á, rất nhiều máy nó chưa có hỗ trợ Android 10 đâu. Cho nên là tốt nhất mình viết app mình sẽ viết trên phiên bản Android 9. À. Rồi à, download nữa, mình chưa download cái này về nên phải download, bắt download về. Đồng ý. Đồng ý gì đây? Rồi ba đi, net nặng bao nhiêu? 800 mấy mê các bạn, 864 mê. Chà, khá là nặng ha. Cái này mình nghĩ là nếu bạn nào mà đang dùng MacBook á, mà dung lượng chỉ có 128GB á, thì coi chừng là cài cái này xong rồi cài thêm cái thằng ông nội bên iOS nữa, cái simulator, Xcode gì đó bên đó nữa thì nó sẽ rất là nặng, gần như là chiếm hết dung lượng của cứng các bạn luôn. Cho nếu như bạn nào mà đang xài cái những cái MacBook mà chỉ có 128GB thì tốt nhất là các bạn sao ta test bên ngoài đi, đừng cài này, nặng lắm, nặng máy mình không cần thiết.
Rồi sắp xong rồi, đã lót tiền 80%. Sao Nguyễn nó chạy gọi nó kêu hoài vậy ta? Bớt cái quạt lại coi. Fan Fan đâu đây? Cũng vậy à. Rồi xong rồi các bạn. Complex finish. Mình đã cài xong rồi thì mình được phép net rồi nè các bạn, nãy nút net nó ẩn đi đó, nó mờ đi net. Viết app mình sẽ viết trên khi mà mở cái điện thoại lên đó, nó sẽ ở sẵn chế độ nào thì thường thường app nó sẽ nằm chế độ nè photo đứng các bạn, mình chọn nè ha. Còn nếu mà device frame mà thấy không bên ngoài nè, không điện thoại bên ngoài nè, thì thích thì để thôi ha. Đó nó để đi cho nó đẹp ha, nhìn như cái màn hình vậy đó. Rồi finish vậy thôi đó. Tạo ra xong rồi làm gì nữa đây? Multi ADB version, heavy multi ADB version, under system condition error. Mình có gì đó? Có gì cái multi gì đó mà không biết cái multi là gì, mình không có multi gì đâu, bỏ qua đi. Mà xong rồi đó hả? Xong rồi. Xong rồi giờ test thử cái chạy đi. Thì ngày hôm qua là các bạn mình đã viết sẵn app rồi nha các bạn, mình đã viết sẵn cái app mà trong thư mục nào ta, test này gốc này tên là test app. Thì hôm nay mình sẽ chạy là cái app này, rồi sau đó mình tìm cách mình mở cái thằng simulator này nè, cái quỹ này lên để chạy. Giờ mình run này trước nha các bạn, run lên nè để mình coi thử nè, nó đang chạy lên cái máy ảo đó. Ok cho quyền nè, đây cái máy nè, nó chạy lên đó, lên đó ha. Thì cái máy ảo đã chạy rồi thì mình tắt này luôn cũng được, sao hết nó chạy máy ảo rồi tắt này luôn cũng được ha. Cái mail đó chỉ lên, bây giờ mình sẽ chạy cái app hôm qua đã làm rồi. Thì các bạn nhớ là mình chỉ cần gõ mấy một số lệnh đơn giản thôi là gì ta, là cd. Mình đang ở thư mục này đúng không, thư mục là gốc nè, mình sẽ vô thư mục là test app đó, vô rồi sau đó mình gõ lệnh là yanstar enter, nó chạy cái app lên vậy thôi đó. Cái app được chạy lên rồi thì nó sẽ xuất hiện qr code ở đây ha. Và ở đây nó có những lựa chọn, thấy không nè, mà thấy những lựa chọn nè, run Android device nè, emulator nè, hay là run on iOS simulator nè. Thì mình đã mở cái thằng nội là cái emulator center rồi, thì bây giờ mình thử bấm vô đây nó có liên kết gì không nha. Nè bấm đây nè, Android nè đó, teaming to open simulator. Thì nếu như mình đúng á thì nó sẽ kết nối qua thằng này để mà nó hiện lên cái app mình trên này luôn. Lúc này bạn sẽ copy đây và nhìn thấy cái app mình chạy đây luôn, vậy đó, bạn không cần dùng cái điện thoại bên ngoài nữa. Nè đang in thông link nè, expo on device nè, thì bản thân cái máy ảo này nó cũng phải cài đặt expo vô nè. Rồi đổi rồi, could not start rồi, just on error running IDB error run app error active not start. Là sao đây vấn đề gì đây? Kéo xuống hả? Cái IDB lỗi nè, lên đi ARO nè, under indent stay bằng view đó, hôm nay biết là lỗi gì ha, mình gọi thử coi trả lời nữa đi, không được thì mình sẽ thử tắt này luôn. No. Đó. Thử lại nữa. Thử lại một lần nữa. Mở Android Studio lên. Rồi, mình sẽ mở cái thằng IDP lên. Bật cái mẻo lên. Rồi, lên rồi.
TikTok. Nếu mà có vấn đề thì mình sạc theo cái lỗi này cái nó báo gì ha. Phone is starting. Rồi lên rồi, bật là run install Android gì đó. Coi nó kết nối không? Lâu dữ vậy ta, chắc gọi nữa à. Được kìa, đó lên luôn kìa. Ok, nói chung hồi nãy em lỗi gì mình cũng không biết nữa. Mình sẽ allow display over other app. Ok, cho phép nó hiển thị đèn trên cả app khác đó. Này cái đặt đi đây, bỏ qua đi, mở lại expo nữa. Bảo này, bảo này, bảo này, nó chạy rồi đó các bạn, tắt hết luôn. Cái gì rồi, đang đảo gì đây? Làm sao mở cái Android, mình không có xài Android, bạn xài phải iPhone đó, nên mình không có làm. Làm sao mở cái Expo ra ta đây ta, bật lại cái nữa nha, mình làm bật tiếp lần nữa. Nói chung là khi mà mình nó ready đó, để nó tự gọi cái Expo lên. Về cơ bản á, khi mà vấn đề cái chuyện gì đó bị lỗi á, về cả phần cứng cái phần mềm gì đó, máy tính nó bị lỗi hay điện thoại bị lỗi á, thì cách đầu tiên mình thử là gì biết không? Là restart lại, khởi động lại. Như người nhà mình sửa điện thoại hay sửa máy tính gì mà họ bị hư á, mình nói là mày khởi động lại đi, là cái việc này nó sẽ giúp giải quyết được là gần như là 99% mọi vấn đề. Nên là cứ thử trước rồi đã, xong rồi hãy làm gì làm. Nó giờ đang chạy ra đây, ok các bạn, nhớ hôm qua mình thử trên điện thoại nó cũng đồng bộ hai cái building service bên đi, nó đang chạy cái app mình lên này, mình nghĩ vậy là ok rồi đó. Chăm chăm hiện áp lên thôi đó nè, hiện lên rồi. Hôm qua là cái app mình đã cài đặt sửa ba cái tab là trang chủ nè, ABC và tên 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 mình là tính những cái tab đây nè đó. Và ở trang chủ mình có sửa là dòng chữ là xin chào tính đẹp trai đúng không các bạn đó. Ok, như vậy là mình đã cài đặt xong là cái máy ảo trên Android rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cài đặt lên đâu ta, iOS. Như vậy với các bước này các bạn cứ tiếp tục làm bước này thì bạn sẽ mở được máy ảo lên đúng không. Và dĩ nhiên nếu muốn code á, muốn code á, thì các bạn vẫn tiếp tục mở gì ta, mở cái Visual Code lên, mở thêm một key lên, bắt đầu chỉnh sửa code như hôm qua vậy đó bạn. Mình sẽ làm lại bước này để lỡ cho bạn nào quên á thì có thể coi ha. Đâu rồi, nó chạy đâu rồi, ai xin lỗi, mình đang chạy sai kha, chắc là nó dính đâu với sai kha rồi. Visual Studio Code đâu, có luôn à, nằm tút bên đây hả, tôi này. Ok, mình đang dùng một desktop khác nữa, buông nó qua quá mày, tắt mày luôn, qua đây mở lại đó. Rồi vậy thì bên đây mình sẽ xin lỗi nha, cái màn hình này nó sẽ bị bự lên, mình cần kết nối sai kha, mình bắn, mình thu âm, mình thu lại cho mình có một cái màn hình phụ sai kha, mà mình chỉnh lại cái display cho nó nhỏ. Tại vì cái màn hình của mình là hình 5K, iPad 5K, cái độ phân giải nó lớn á. Nếu mà mình quay clip á, mình đưa lên YouTube á, mà bạn nào màn hình nhỏ sẽ rất là khó nhìn. Nên là mình bắt buộc á, mình phải chia màn hình ra cho nó nhỏ lại, mình chỉnh lại độ phân giải nhỏ lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái thằng ông nội này lên. Cái phần này là thằng Visual nè. Hôm qua là mở sẵn thư mục này rồi nha. Bạn nào quên thì mình sẽ làm lại nè, mình sẽ close folder lại. Thì khi bạn mở ở đây á, thằng Visual thì nó có chức năng là open folder nè các bạn, ở đây nè ha, open folder này, mình mở nguyên thư mục test app luôn, là đây nguyên thư mục test app mình đã làm rồi nè, nguyên thư mục này nè, mở luôn xem cái list đi, rồi test app nè đó, mình mở nó. Vậy tất cả nguyên thư mục đó sẽ nằm ở trên đây ha. Rồi mình cũng mở kế bên luôn, là mình mở luôn cái thằng là simulator lên để mình nhìn thấy đó. Thu nhỏ thằng này lại trước đi, rồi simulator ở đây ha. Bạn thấy đó, thì bây giờ mình thử ha, mình thử sửa gì đó đi. Ủa sao nó chậm mất tiêu cái mình cái app mất tiêu rồi. Nãy mình làm mất tiêu cái app rồi nó không chạy nữa hả? Mình rên lại nha các bạn. Mất thời gian quá vậy ta. Rên lên rồi đi vay. Mở lại chưa? Rồi nó mở lại rồi.
Đâu, đâu, đây. Rồi bây giờ mình thử mở file ra mình chỉnh sửa nha. Hôm qua là mình đã mở vô file một là file home screen để các bạn mình chỉnh đó nè. Nè, xin chào tất cả các bạn nè. Thì bây giờ bạn thấy dưới này có cái dòng là mono test gì đó là screen sẽ không screen đúng không? Nguyên cụm này đúng không? Mình bỏ luôn đi. Không sai, lưu lại. Giờ này nó mất rồi bạn. Nó sẽ mất. Mất đúng không? Nè, còn dòng mà change this test gì đó ha, đó đây. Đây là dòng chữ muốn thay đổi gì thì thay đổi. Vậy thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cài cái máy cái điện thoại là Android ảo để mà mình test cái app trên đó. Còn cái việc mà chỉnh sửa cái này như thế nào hay là mình thiết kế gì như thế nào thì mình sẽ làm ở video tiếp theo nữa nha. Ok. Vậy thì tắt ông nội Android này đi. Tắt hỏi gì đây? Có xe không? Không cần. À, để nguyên nãy đây để coi tắt bớt cái gì Android Studio không cần tắt luôn rồi cái này hướng dẫn đầu hướng dẫn vô đây tạm tắt này luôn tắt thằng này luôn rồi sẽ gõ lại là iOS Simulator đây iOS Simulator đó 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 cái gì đó thì đầu bước đầu tiên là gì ta Intel Xcode ok Xcode thì mình lên App Store mình Intel Xcode nặng nha các bạn nè nặng bao nhiêu đây 7,6 GB wow dứt thôi nặng nên là mình sẽ chờ đợi nó hơi lâu chịu khó nha các bạn trong thời gian chờ đợi mình sẽ lên YouTube hồi nãy mình thấy có bạn subscribe cái kênh mình mới tạo ra một cái kênh tên là tự học lập trình đây mà tự học lập trình thì kênh này mình upload video những video mình học á lên đây hôm qua video tối qua mình sáng nay mình bắt đầu mình up lên rồi mình có chia sẻ trên group là học rất hay tiêu để tìm xem là các bạn nào đang muốn học chung với mình á thì join vào group này subscribe group này để mình nhận những cái video mới nhất mình cũng sẽ tạo một cái group trên là Facebook nếu bạn nào đang học á thì có thể join một group này học chung với mình ha mình nói rõ là mình cũng đang là học thôi mới bắt đầu học thôi chứ chưa phải là chuyên gia và mình cũng hy vọng là sẽ có những bạn nào đó học chung với mình để mà cùng nhau chia sẻ trên tinh thần là mọi người phải sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau để mọi người cùng tiến bộ nha các bạn học thôi mà thế giới ta đã học tới đâu rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình học mà mình còn giấu giấu giếm giếm với nhau làm gì mất thời gian ha học biết là một chuyện rồi có làm được việc hay không là một chuyện nữa mà Ê, 37 lượt xem mà có ai like không vậy? Một người like mừng quá. Một người like. Đó. Chờ đợi thôi. Có đi hướng dẫn sau khi xong làm tiếp gì nữa? Sau khi mà nè dễ nhưng mà tốn thời gian vừa mắc App Store gì đó cài đặt nè đó 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 rồi sau khi đơn sau khi xong rồi mình phải install Xcode Compiler Tool nữa mở Xcode ra và cài nó Compiler Tool đi thử thôi cũng đơn giản cũng dễ mà các bạn dễ nhưng mà cũng phải chờ đợi chờ thôi tiếng sao giờ nha các bạn đây cái dòng này đang chạy tới đây nè không sao đâu mạng mình cũng khá nhanh nên chờ khoảng chừng mà mình nghĩ khoảng chừng 5 phút nữa trong thời gian đó mình lên Facebook chơi nha các bạn có gì mới không đó mình chia sẻ mấy cái link nè có người like mình đang quay video theo và sẽ upload lên luôn trong sáng nay cố gắng mỗi ngày học đến đâu mình sẽ quay và đưa lên đó các bạn các bạn Nhật Minh Nguyễn ok là bạn comment này nè
Rồi, tới đâu rồi? Ây da, đi chạy giờ mà có thúc vậy. Bạn nào không có kiên nhẫn thì đến đây á, tắt video được rồi nha các bạn. Không có gì hết. Tại mình nhìn thấy ở đây nó rất đơn giản, không có gì hết. Phần sau nè. Sao có gì đâu. Cài đặt cái code xong rồi thì vô cái chỗ hướng dẫn, theo hướng dẫn nó cài đặt cái Command Tools cài xong rồi cũng y hệt như Android nãy đó, là mình mở cái app mình lên xong bật cái run, nhưng mà nhiên trên trên iOS vậy, xong nó chạy lên thôi hết.